xanh lá cây và màu tím và một tím hồng dễ trâu cái bắp chuối nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho người tô. Thì mình sẽ hướng dẫn người tô và hướng dẫn người cách tô màu sữa chó phù hợp và nó đẹp nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt tô hướng dẫn người tô nha. Cái gì mà nhủ nhớ mày cười nhủ nhớ nhớ thế rồi đấy rồi tiên không có gì tự xin nhầm em có em buồn ủa cho xin đảm ha. Em như vợ chắc em làm tiktok em nhép nhẹ cái chị em thấy nhép lên xuống hướng. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Ok. Tiếp theo mình cho mặt đạp như là nó mình nghe. Mình sẽ tụt đạp phần lá hồng sẽ tô màu lọt cho mấy cái lá nhỏ nhỏ. Tôi đều không để bị lem nha. Tiếp theo mình sẽ tô cái lá trên đó. Tiếp theo mình tô cái lá màu lợt ha. Đó. Tôi cho tiểu không đi. Lá cuối cùng nha. Tiếp theo là phần thân nha.
Tiếp theo là mình tô màu xanh đậm. Tô lại cho nó đều ha, đồ lên một lần nữa. Tiếp theo mình tô phần mặt chuối. Mình tô tiếp là màu đậm hơn ha. Mình sẽ đồ lại cho điệu ha. Và mình đã tô xong. Và đây chính là thành phẩm tô bức tranh về cây chuối của mình nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo nha. Bye bye.